việc để con em gọi em cho nó rồi. Dạ anh tới lâu chưa? Tôi tới hồi nãy giờ. Dạ dạ. Ở nay không chưa lấy máy ra máy á. Chờ dạ. Nó sẽ chuẩn bị xong rồi chụp mỗi lớp chụp được vài tấm. Dạ. Thank you.
Ôi xin lỗi. Để lời biết ơn đến thầy cô, đến ba mẹ. Rất nhiều. Và bên cạnh đó, chúng con cũng đã hướng dẫn và chia sẻ các em. Con mong rằng dù là sau này chúng con đi xa mái trường, nhưng chúng con vẫn sẽ quay lại để giúp đỡ thầy cô và các em trong con đường tiếp đến. Con cảm ơn. Xin chào các bạn. Quý vị, đó là những cái tâm tình chân thành con trẻ gửi đến các thầy cô và quý vị phụ huynh, để đó là lòng biết ơn của các cháu. Thì một lần nữa chúng tôi xin gửi lời biết ơn đến tất cả quý vị đã có hiện diện trong cái buổi lễ đánh giảng cũng như tốt nghiệp các cháu hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chúc tất cả quý vị một mùa hè vui vẻ, an lành, và chúng ta có cái permit là đến 2 giờ và chúng ta có thể dùng chưa đến 1 giờ. Vì vậy nên chương trình của chúng ta là rất có thời gian. Và xin một lần nữa biết ơn những quý vị đã hy sinh ngồi đến giờ phút này. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Thật lớn. Để hoan nghênh các anh chị lớp 12. Là con trường Việt nữ ăn lên.